không muộn thì đi nào con ơi, đi nào. Bảy trăm ca đâu? Cứ đo mà tăng lên. Ủa đồ. Ôi giời, cái lấy màu gì? Màu đỏ. Ừ. Rẻ nhất cho cô nhá. Rẻ nhất. Được chưa? Được chưa? Vâng. Được. Đây, cô sẽ lấy cho mày hai cái màu đỏ nhá. Một cái. Một cái màu đỏ, một cái màu vàng nhá. Vâng. Ôi trời ơi, con muốn. Để có một cái ở trên, cái ở dưới đi. Nào được tiền đây. Không cho tận một đồng này cơ à? 100 đấy. Có 20.000 một chiếc mà được tiền bạc cơ à? Hả? Được tiền bạc, con lấy tất. Áo trên, áo dưới. À, cái áo trên, áo dưới được rồi, một bộ màu đỏ được rồi. Rẻ nhất thì ta bói đâu ra hàng điện bây giờ. Thôi, lấy cho loại bình thường đấy.